Quyền Linh phấn khích khi chủ vựa sầu riêng chinh phục mẹ đơn thân xinh đẹp. Chủ vựa sầu riêng từng đổ vỡ hôn nhân đến chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò Tìm Hạnh Phúc. Được mai mối cho mẹ đơn thân xinh đẹp, anh quyết liệt chinh phục bạn gái khiến Quyền Linh thích thú. Quyền Linh phấn khích khi chủ vựa sầu riêng rụng tim trước nhan sắc của mẹ đơn thân tại chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò tập 2015. Quyền Linh và Ngọc Lan mai mối cho Lê Ngọc Vũ, 42 tuổi, kinh doanh vựa sầu riêng tại Bình Dương và Trần Thị Xuân Hồng, 41 tuổi, kinh doanh rau câu tại Cần Thơ. Theo chia sẻ, Ngọc Vũ từng có cuộc hôn nhân kéo dài trong 3 năm. Anh cho biết hôn nhân tan vỡ cách đây hơn 10 năm. Nói về nguyên nhân chia tay, chủ vựa sầu riêng bày tỏ, một phần vì quá trình làm ăn của chúng tôi không thuận lợi, từ đó nảy sinh ra nhiều vấn đề. Do mình không tìm hiểu, thông cảm được cho nhau. Mình là trụ cột gia đình nhưng làm ăn không được sẽ cảm thấy bất lực, tự ti. Từ đó, tôi có những câu nói và việc làm khiến người vợ bị tổn thương. Đến lúc nào đó thì giọt nước tràn ly thì đã quá muộn màng. Ngọc Vũ nói thêm, anh có cậu con trai học lớp 7. Trước đây bé sống ở nhà ngoại, thời gian sau thì anh đón về để sinh sống cùng mình và đang học trường nội trú. Ngọc Vũ đổ vỡ hôn nhân cách đây hơn 10 năm, đang nuôi con trai học lớp 7 về phía đàn gái. Xuân Hồng khiến Ngọc Lan suýt xoa bởi nhan sắc xinh đẹp, quyến rũ. Khi được hỏi về tình trường, nữ khách mời nghẹn ngào cho biết cô kết hôn 20 năm trước, chồng đã qua đời cách đây 3 năm. Sau đó, một mình Xuân Hồng gồng gánh nuôi hai con. Từ trước giờ tôi là người phụ nữ trụ cột của gia đình nên rất mạnh mẽ và hơi cá tính. Nhưng mình là phụ nữ mà, mạnh mẽ đến mấy đôi khi cũng cần một bờ vai để chia sẻ những buồn vui, khó khăn trong cuộc sống. Tôi không thích phụ thuộc nên không có quan điểm lấy người ta để dựa dẫm. Tôi chỉ mong cả hai cùng nhau cố gắng, làm điểm tựa cho nhau để cùng phát triển, Xuân Hồng bộc bạch trong nước mắt. Đến với chương trình, mẹ đơn thân bày tỏ mong muốn tìm được người đàn ông tử tế, nhân hậu, biết lo cho gia đình, không gia trưởng. Còn với Ngọc Vũ, anh hy vọng gặp được người phụ nữ biết quan tâm, yêu thương, chia sẻ. Xuân Hồng khiến hai MC trầm trồ bởi vẻ ngoài trẻ trung, xinh đẹp sau khi mở rào, cả hai dành tặng nhau món quà kỷ niệm. Ngọc Vũ mang sầu riêng đến chương trình để mời bạn gái cũng như hai MC thưởng thức. Trong khi đó, Xuân Hồng cũng mang đến món rau câu tự tay cô làm. Ngồi đối diện bạn gái, Ngọc Vũ bày tỏ rất ưng ý với Xuân Hồng khi thấy cô phù hợp với hình mẫu, hoàn cảnh, công việc mà anh mong muốn. Về phía mẹ đơn thân, cô cho biết bản thân cũng có thiện cảm trong lần đầu gặp đàn trai. Trong cuộc trò chuyện, cả hai thoải mái chia sẻ về cuộc sống, công việc và dự định tương lai nếu về chung một nhà. Xuân Hồng hy vọng sau này, Ngọc Vũ có thể thương và dạy dỗ các con của cô. Còn với Ngọc Vũ, anh chia sẻ bản thân chỉ mong gặp được người phù hợp để cùng xây dựng gia đình và cuộc sống. Khi tiến đến nắm tay bạn gái, chủ vựa sầu riêng bày tỏ sẵn sàng ở rể. Chuyển đến nơi Xuân Hồng sinh sống để xây dựng gia đình mới. Anh tự nguyện đến nơi của em, mọi thứ anh sắp xếp được. Thậm chí anh có thể chuyển sang làm rau câu với em. Anh rất đồng cảm với em và hy vọng qua chương trình này, chúng ta sẽ có thiệp mời cho anh Quyền Linh và Ngọc Lan, Ngọc Vũ chia sẻ. Ngọc Vũ và Xuân Hồng nhận được sự ủng hộ của khán giả khi bấm nút hẹn hò sau quá trình trò chuyện và tìm hiểu. Cặp đôi Ngọc Vũ và Xuân Hồng nhanh chóng bấm nút hẹn hò trong tiếng vỗ tay vui mừng của hai MC. Quyền Linh dành nhiều lời khen cho sự mạnh dạn, táo bạo của đàn trai khi chinh phục mẹ đơn thân. Anh thích em lắm đó Vũ, đàn ông mình phải mạnh mẽ và quyết đoán vậy đó. Hy vọng hai bạn sẽ xây dựng được tương lai hạnh phúc, ăn đời ở kiếp và cùng nhau phát triển kinh tế, nam MC nhắn nhủ.